con người làm thiện hay ác cũng chẳng có gì là nghiêm trọng. Tất cả mọi thứ đều trường cửu, bởi vì chúng do ta sáng tạo theo ý muốn, nhưng chúng chỉ không biết mà thôi. Điều mà Đại Tự Tại Thiên đang nghĩ thật sai lầm, ta phải giúp ông ấy thấy được sự thật. Ồ, Thế Tôn, nhân duyên gì mà Ngài đến nơi này? Xin mời Thế Tôn hãy an tọa. Có việc gì quan trọng không? Hay Ngài chỉ đến viếng thăm thôi? Này Đại Tự Tại Thiên, ta biết ông đang suy nghĩ và tin tưởng vào điều gì. Ngài biết con đang suy nghĩ và tin tưởng vào điều gì sao? Việc đó hoàn toàn không sao cả. Con không hề che giấu điều suy tư hay sự tin tưởng gì. Đó là bởi tất cả đều là sự thật. Cho dù là cõi trời, thế giới hay vũ trụ, mọi thứ đều vĩnh viễn trường tồn. Đây là bởi vì tất cả đều do chính thần lực của con sáng tạo, gồm có cả đất đai, bầu trời, nhật nguyệt hay các vì sao. Không gì trong vũ trụ mà con không biết hoặc có thể ẩn mất ra khỏi tầm nhìn của con. Này Đại Tự Tại Thiên, ông có chắc chắn rằng ông đã sáng tạo mọi vật không? Ông có chắc chắn rằng ông đã biết tất cả và chẳng gì có thể ẩn mất ra khỏi tầm nhìn của ông không? Con tuyệt đối chắc chắn. Vậy thì ông hãy dùng thần lực để ẩn mất ở bất kỳ nơi nào mà ông nghĩ rằng không một ai có thể tìm thấy. Sau đó ta sẽ tìm ra ông. Dạ, được thôi. Được thôi. Xin Thế Tôn hãy thử mà tìm con. Này Đại Tự Tại Thiên, có phải ông muốn làm một con chim? Này Đại Tự Tại Thiên, có phải ông muốn làm một con ong và ẩn náu trong phấn hoa? Này Đại Tự Tại Thiên, ông không muốn sống vui sướng trên cõi trời sao? Cần gì phải chôn mình trong bãi cát ở dưới đáy biển sâu? Thế Tôn, Ngài rất tài giỏi. Bây giờ đến lượt của Thế Tôn. Nếu con không thể tìm thấy Ngài, con sẽ quy phục và tán thán rằng Ngài là bậc nhất thiết trí và biết hơn con nữa.
con xin chịu thua. Ngài đang ẩn tàng nơi nào, trong bất cứ thế giới hay bất kỳ vũ trụ nào, xin hãy ra đi. Này đại tự tại thiên, ta không có ẩn mất trong bất kỳ thế giới hay vũ trụ nào. Trong suốt thời gian ông đang đi tìm, ta vẫn đang ngồi tĩnh tọa ở phía trên của ông. Thế Tôn, con muốn lễ bái và tôn kính Ngài. Thần lực của Ngài thật siêu vượt hơn bất kỳ thần tiên, thiên tử hay thiên nữ nào. Này đại tự tại thiên, hãy lắng nghe giáo pháp của ta. Thần lực và điều vui sướng trong thế giới của ông dài lâu đến nỗi ông đã hiểu sai và cho rằng mọi thứ đều trường cửu. Sự thật thì mọi việc đều có sự khởi đầu, tồn tại và rồi sẽ tương tục tiếp nối. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Có nghiệp như một sự khởi đầu, có nghiệp như một sự thừa kế, có nghiệp như một sự truyền thừa, có nghiệp như một người bảo hộ, và có nghiệp của chính mình. Làm việc lành hay việc dữ, tất cả đều sẽ thọ quả báo đã làm.